Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một cái ISO mới trong thời gian hiện tại. Thì nó đang là rất cộng đồng rất nhiều người quan tâm. Thì đầu tiên thì trước khi tham gia một cái ISO nào đó thì các bạn nên tìm hiểu về website cũng như cộng đồng của nó có được nhiều người quan tâm không, và cái token này được đánh giá như thế nào trên ISO ban ISO ấy ha, và tham khảo cái whitelist và cái white paper của nó và tìm thông tin trên blog hoặc công tác của họ ha. Thì ok, mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu về cái ISO này và tại sao mình lại giới thiệu cho các bạn về cái ISO này. Thì đầu tiên á, thì cái đồng coin này nó mục đích nó phát triển á, là dùng để chữa bệnh và phát triển những công nghệ về y tế cho mọi người. Thì đây là một cái ý tưởng rất là tốt và tuyệt vời để chăm sóc ý sức khỏe ha. Đây cũng được cộng đồng Bitcoin Tax rất là tham gia rất nhiều. Đây bạn thấy ha, đó là điều rất là tuyệt vời. Thì token sale đang như được hiện tại là nó chạy ở round 2 và được bonus tới 35% các bạn tham gia token này ha. Thì 4 DAI sẽ còn 4 DAI nữa sẽ kết thúc cái round 2 này khi mà sell token. Đấy, tìm hiểu thông tin về cái project này. Thấy ha. Future cái đặc điểm của nó là cái cung cấp cái upset, tức là cung cấp cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Kế hoạch của nó là sẽ phát triển ở Ongoda. Tem đó, đây là tem một cái nhà uy tín ha, ISO uy tín nhất trong lĩnh vực mà coin này, ISO này. Nó sẽ có hai trụ sở đang hiện tại là ở Ukraine và ở Russia ha, là ở Nga và ở Westland này. Thì các bạn có thể tham gia Telegram của họ để biết thêm về cái thông tin đồng coin này. Ở đây hiện tại Telegram đã có 3.460 người tham gia Telegram của họ ha, là con số cũng khá là đông cho một cái đồng coin hiện ở điểm hiện tại này. Ngoài ra các bạn có thể tham gia cái white paper của nó để tìm hiểu thêm thông tin ha. Để tìm hiểu thông tin trên một số cái trang trang như thế này, trang Telegram Medium của nó để tìm hiểu thêm ha. Rồi share đây. Tháng 5 năm 2018 nó sẽ kết thúc rô sale này và các bạn có thể
tham khảo nữa. Công nghệ thời điểm hiện tại là tham gia là sẽ được 35% bonus về cho con này ha. Brass mode của nó thì giai đoạn grand về sale là 2018 tháng 3 năm 2018 là ta iso sale là đang bắt đầu sale ở từ tháng 3 tới tháng 4 năm 2018 sẽ kết thúc việc sale iso ha. Tính 2020 thì sử dụng cái khối anh này để làm để thực hiện các ngành vực nghiên cứu về mặt y tế để phát triển trong thực tế, thì đồng coin này rất là nền tảng được ứng dụng đánh giá cao trong cộng đồng hiện tại. Đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia video của mình. Chúc các bạn thành công ở dự án này và nhớ subscribe, like và share kênh giúp mình nha.